Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự 10 giờ sáng của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ra những đường hướng phát triển kinh tế mới của nước này khi ông có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 26. Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế Nga vẫn vững vàng, bất chấp cơn mưa các lệnh trừng phạt. Nhờ duy trì chính sách tiền tệ và ngân sách cân bằng, cộng với duy trì các nguyên tắc phát triển đã đề ra, Nga đã giữ được các chỉ số lạm phát và thất nghiệp ở mức tối thiểu. Dự kiến, nền kinh tế nước này sẽ đạt tăng trưởng 2% trong năm nay. Cũng theo Tổng thống Putin, những thay đổi trên toàn thế giới là không thể đảo ngược, nên Nga cần có một chính sách kinh tế chủ động, chuyển sang cấp độ phát triển mới, đó là nền kinh tế trọng cung. Nền kinh tế đó đòi hỏi phải có lực lượng sản xuất quy mô lớn, hạ tầng cơ sở vững mạnh, công nghệ tiên tiến và có năng lực công nghiệp cao. Ngoài ra, Nga cũng cần tạo thêm nhiều cơ hội cho người lao động và giúp họ tăng cường năng lực làm việc từ xa. Bên cạnh đó, Nga cần phải tăng chi tiêu quốc phòng để đảm bảo an ninh đất nước. Theo những gì Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn, thì nền kinh tế trọng cung sẽ là một nền kinh tế hướng tới độc lập tự chủ, một nền kinh tế nhằm bảo vệ các doanh nghiệp ở trong nước cũng như công ăn việc làm. Một nền kinh tế sẽ phát triển hướng tới những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn để qua đó phát triển tổng thể nền kinh tế Nga, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư vào nền kinh tế Nga. Duy Trinh, Quang Vinh, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Saint Petersburg, Liên bang Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu ra các mục tiêu chính của ông trong chuyến thăm Trung Quốc dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6. Ông Blinken cho hay là chuyến thăm của ông tới Trung Quốc gồm 3 mục tiêu chính. Đầu tiên là thiết lập và củng cố các đường dây liên lạc để hai nước quản lý có trách nhiệm mối quan hệ song phương, trong đó có thảo luận các thách thức và hóa giải những hiểu nhầm cũng như là tính toán sai lầm. Thứ hai là thúc đẩy những lợi ích chung của Mỹ với các đồng minh và đối tác. Và cuối cùng là duy trì ngoại giao nhằm đảm bảo cạnh tranh sẽ không biến thành đối đầu hoặc xung đột giữa hai nước. Theo kế hoạch thì ông Blinken sẽ có nhiều cuộc gặp với các quan chức nước chủ nhà và có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông cũng là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Trung Quốc dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng thông báo là nước này sẽ cung cấp thêm một gói viện trợ nhân đạo trị giá 205 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Khoản viện trợ này sẽ hỗ trợ người dân Ukraine giải quyết những nhu cầu cấp bách như là về thực phẩm, nước uống, giáo dục, y tế, dịch vụ pháp lý, tìm kiếm sinh kế và hỗ trợ liên lạc cho các gia đình bị di tản hoặc ly tán. Theo số liệu thống kê, kể từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine vào cuối tháng 2 năm ngoái, thì đã có hơn 6 triệu người phải rời khỏi Ukraine, trong khi hơn 5 triệu người khác tuy vẫn ở trong nước nhưng cũng đã phải di rời đến nơi ở tạm. Và để giúp đỡ người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột, thì Mỹ đã chi ra hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ và kêu gọi các quốc gia khác cùng tham gia nỗ lực này. Chuyển sang thông tin khác. Cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển của Liên minh châu Âu cho biết là trong 5 tháng đầu năm nay thì số người di cư qua trung địa Trung Hải để đến châu Âu đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ của năm ngoái. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu ra các mục tiêu chính của ông trong chuyến thăm Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6. Ông Blinken cho hay là chuyến thăm của ông tới Trung Quốc gồm 3 mục tiêu chính. Đầu tiên là thiết lập và củng cố các đường dây liên lạc để hai nước quản lý có trách nhiệm mối quan hệ song phương, trong đó có thảo luận các thách thức và hóa giải những hiểu nhầm cũng như tính toán sai lầm. Thứ hai là thúc đẩy những lợi ích chung của Mỹ với các đồng minh. Cờ này là cờ Thổ Nhĩ Kỳ hay sao chị ạ? Cụ thể đã có trên 50.000 người di cư, con số cao nhất kể từ năm 2017, vượt biên qua tuyến đường trung địa Trung Hải để vào EU. Trong khi đó, các tuyến đường di cư qua Tây địa Trung Hải, Tây Ban Căng và Tây Phi lại có xu hướng giảm, chủ yếu do thời tiết xấu kéo dài khiến người di cư vượt biển khó hơn.
Riêng Đông Địa Trung Hải vẫn là tuyến đường di cư chính để vào EU, chiếm gần một nửa số người nhập cảnh bất hợp pháp vào khu vực này kể từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, tổng số người di cư tìm cách vào các quốc gia EU qua các tuyến đường là 102.000 lượt, tăng 12% so với một năm trước. Tất cả các phương diện liên quan đến đời sống con người đều bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, từ nước, đất, không khí sạch cho tới lương thực và sinh kế. Chính vì khí hậu cũng đã làm gia tăng áp lực lên các nước nghèo, khiến con người phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Và ngày hôm nay 17 tháng 6 là ngày thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán. Và chúng tôi muốn tiếp tục gửi đi những cảnh báo từ quả bom hẹn giờ mang tên biến đổi khí hậu qua phần trình bày của biên tập viên Đỗ Hiền ngay sau đây. Vâng, xin cảm ơn trường quay. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ xác nhận rằng El Nino đã bắt đầu từ tháng 6 này. Nhiệt độ nước biển đo được đã cao hơn, mưa bão dữ dội hơn và hạn hán cũng khốc liệt hơn. Dù chỉ mới vào hè, nhưng nhiều nơi ở Việt Nam đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục. Trong khi đó, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 20%. Tính đến thời điểm cuối tháng 5, nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa ở cả ba vùng Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ chỉ đạt khoảng từ 40 đến 50% dung tích thiết kế. Trên thế giới, nắng nóng, hạn hán, thiếu nước xảy ra ở khắp nơi. Khủng hoảng khí hậu đang là mối đe dọa an ninh hàng đầu. Khí hậu châu Âu, lục địa vốn luôn được biết đến là khu vực ôn hòa, dịu mát, giờ đây đang thay đổi. Nhiều nước đang trải qua những đợt hạn hán tồi tệ. 17% diện tích lục địa thậm chí đang trong tình trạng báo động đỏ, tức là ở mức độ thiếu nước trầm trọng. Sông Rhine chảy từ Thụy Sĩ qua trung tâm công nghiệp của Đức trước khi đổ ra biển Bắc tại Rotterdam, Hà Lan là tuyến đường thủy huyết mạch của khu vực Tây Âu. Nhiều tháng qua, mực nước sông liên tục giảm, không đủ an toàn cho các xà lan chở hàng vận hành. Nơi tôi đang đứng đây đáng lẽ phải ngập nước. Khu vực này thông thường sâu trung bình từ 1,5 đến thậm chí là 2 mét. Như vậy là đủ hiểu tình trạng nghiêm trọng như thế nào. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với các con sông và các hồ chứa ở Pháp, Tây Ban Nha và Italy. Mức nhiều con sông đang ở mức thấp kỷ lục. Thông thường mùa đông là thời kỳ rất ẩm ướt. Mưa nhiều giúp có thể bổ sung lượng dự trữ nước. Nhưng mùa đông năm nay thì không như vậy. Đây là dấu hiệu xấu, báo hiệu mùa hè sẽ khô hạn. Không có nước trong vùng của chúng tôi khiến các trang trại không thể tồn tại được. Chúng tôi phải làm gì nếu không có nước? Rất nhiều trang trại trong vùng sẽ phá sản và biến mất. Trong lịch sử, hầu hết những năm nóng nhất ở khu vực này đều xảy ra trong thời kỳ El Nino. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, hiện tượng El Nino đang hình thành dọc xích đạo phía Đông Thái Bình Dương và có khả năng sẽ là một El Nino mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Tôi nghĩ 2024 sẽ là một năm kỷ lục về nắng nóng do El Nino, đặc biệt là ở những khu vực đã trải qua nhiệt độ trên mức trung bình. Dự báo đến cuối thế kỷ này, El Nino sẽ gây thiệt hại 84.000 tỷ đô la Mỹ. Vâng, khủng hoảng khí hậu đã khiến các quốc gia thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Khủng hoảng khí hậu cũng đang là một trong những mối đe dọa an ninh hàng đầu, không chỉ với các nước đang phát triển mà với cả thế giới và sự sống trên hành tinh. Vậy phải làm thế nào để gỡ bỏ được quả bom hẹn giờ này? Mô hình cải tạo sa mạc Kubuki của Trung Quốc có thể là một gợi ý. Sa mạc Kubuki có diện tích 18.600 km2, từng được mệnh danh là biển chết do phải hứng chịu vô số những trận bão cát lớn. Từ vài năm nay, chính quyền địa phương đã quyết định xây dựng một con đường cao tốc dài 100 km, chia sa mạc thành hai phần và bắt đầu chiến dịch phủ xanh từng phần của sa mạc. Trước kia nơi đây từng là khu đất cằn cỗi, rộng mênh mông, không có cây cối. Vào mùa xuân, bão cát xuất hiện kéo đến tận Bắc Kinh. Nhưng nhờ nỗ lực phủ xanh sa mạc, mọi thứ đã thay đổi. Theo Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên khu vực, tỷ lệ phủ xanh cây bụi đã lên tới 40%, giúp kiểm soát cát.
Nhờ vậy, 1/3 diện tích sa mạc Kubuki, tương đương với khoảng 6.460 km2 đã được cải tạo để trồng trọt và chăn nuôi. Lượng mưa ở sa mạc Kubuki đã tăng từ dưới 100mm vào năm 1988 lên 456mm vào năm 2016. Nhiều loài động thực vật đã quay trở lại nơi đây. Sa mạc Kubuki được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc xác định là khu hình mẫu kinh tế sinh thái sa mạc toàn cầu, cũng là mô hình để Trung Quốc tiếp tục cải tạo nhiều sa mạc xa xôi khác. Mô hình của sa mạc Kubuki cho thấy những tiến bộ mà con người đã đạt được trong việc chống lại hạn hán và sa mạc hóa. Giờ không còn thời gian để chần chừ nữa, nếu không có hành động phối hợp từ Liên Hợp Quốc và mọi quốc gia. Nếu không nỗ lực từ chính con người, tác động của biến đổi khí hậu đối với thế giới sẽ ngày một tồi tệ hơn, đe dọa cuộc sống với quy mô lớn hơn mỗi ngày, mỗi năm. Đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được khép lại. Mời quý vị trở lại với các thông tin thời sự. Một đợt nắng nóng được dự đoán là sẽ kéo dài tới 15 ngày tấn công Mexico và đẩy nhiệt độ ở một số khu vực phía Bắc của nước này lên tới đỉnh điểm trên 45 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến cho người dân Mexico ngột ngạt khi phải ở ngoài trời. Đây là đợt nắng nóng thứ ba trong năm nay, bao trùm thủ đô Mexico City. Thông thường nhiệt độ ở Mexico City chỉ rơi vào khoảng 17 đến 18 độ C, 20 độ đã là nóng rồi và nhiệt độ hiện tại là 32 độ, quá sức chịu đựng. Nắng nóng vô cùng gay gắt, tôi thấy đợt nắng nóng năm nay còn mạnh mẽ hơn nhiều so với năm ngoái. Các biện pháp phòng ngừa mà tôi thực hiện bao gồm uống nhiều nước hơn, mặc quần áo mỏng nhẹ, mang theo cả các vật dụng chống nắng, thứ mà trước đây tôi không sử dụng. Trong khi đó, tại thành phố biên giới Ciudad Juárez, các nhà hoạt động đã phát động một chiến dịch để đưa chú hiêu cao cổ Benito đến một nơi trú ẩn phù hợp để bảo vệ nó khỏi cái nắng ngột ngạt. Đợt nắng nóng này bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đợt nắng nóng này vẫn đang tiếp diễn và theo dự báo, hôm nay nhiệt độ lên tới 43 độ C. Cảm giác rất oi bức. 20 năm trước đây, chúng tôi không phải trải qua đợt nắng nóng nào kéo dài như vậy. Các chuyên gia khí tượng cho biết tình trạng nắng nóng của năm nay sẽ tồi tệ hơn. Những hàng dài người xếp hàng tại các quầy thủ tục xuất nhập cảnh ở các trạm kiểm soát vé có thể sẽ sớm trở thành quá khứ bởi các ứng dụng số hóa đang được triển khai trên hầu khắp thế giới. Và không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm một nửa thời gian làm thủ tục check-in mà còn đảm bảo an ninh, giảm nguy cơ giả mạo và đánh cắp nhãn dán thị thực. Tại Singapore, bắt đầu từ năm 2024, người dân và du khách sẽ không phải sử dụng hộ chiếu khi làm các thủ tục xuất nhập cảnh. Thay vào đó, họ có thể được thông quan tự động thông qua quét mã QR tại các trạm kiểm soát đường bộ hoặc hệ thống kiểm soát biên giới tự động không tiếp xúc mới tại sảnh hành khách khi di chuyển bằng đường hàng không. Những quầy làm thủ tục tự động này vô cùng hữu ích. Tự mỗi du khách làm thủ tục sẽ chủ động quản lý thời gian và nó cũng đặc biệt thuận lợi cho những người lớn tuổi. Họ thường rất vất vả khi phải đứng chờ quá lâu. Làn kiểm soát biên giới tự động không tiếp xúc sẽ sử dụng sinh trắc học để thông quan. Đây là một phần của khái niệm thông quan mới được Cục Quản lý xuất nhập cảnh Singapore công bố năm 2019. Hãy kiểm tra thực tế những chiếc máy này hoạt động như thế nào. Những rào chắn này sẽ tự động mở khi có người đứng chờ. Bây giờ, tất cả những gì tôi phải làm là đưa hộ chiếu của mình vào máy. Hệ thống kiểm soát biên giới tự động không tiếp xúc sẽ kiểm tra các thông tin sinh trắc học của tôi và thế là tôi đã được cấp phép thông quan. Tất cả quy trình mất khoảng 24 giây, bằng 1/2 thời gian bình thường, chưa kể phải xếp hàng rất lâu để tới lượt. ICA cho biết, các quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh thủ công tại tất cả các trạm kiểm soát sẽ được thay thế dần bằng khoảng 800 làn tự động từ quý 1 năm 2024. Làn tự động sẽ sử dụng sinh trắc học để thông quan. Chúng tôi đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số các dịch vụ thông quan biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển của người và hàng hóa. Cũng trong xu hướng số hóa thủ tục hải quan, mới đây các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU và Nghị viện châu Âu EP đã đồng ý về cách thay đổi hệ thống thị thực theo hướng số hóa. Theo đó, không cần phải có nhãn dán thị thực trong hộ chiếu và đơn xin thị thực vật lý sang hệ thống kỹ thuật số. Thay vì nộp đơn cho các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia khác nhau, EU sẽ tạo ra nền tảng kỹ thuật số duy nhất nơi khách du lịch có thể tải tài liệu của họ lên, trả phí đăng ký và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ. Hệ thống sẽ tự động xác định quốc gia EU nào chịu trách nhiệm cấp thị thực.
Hôm nay chúng tôi đang đưa chính sách thị thực của EU vào thời đại kỹ thuật số. Điều quan trọng là khu vực Schengen hiện đang tiến lên như một. Chúng tôi đang đề xuất một số đơn xin thị thực được số hóa hoàn toàn để giúp cả khách du lịch và thành viên của khối có một quy trình đăng ký diễn ra suôn sẻ và an toàn hơn. Nghị sĩ Nghị viện châu Âu đánh giá quy trình xin thị thực mới sẽ nhanh gọn và tiết kiệm chi phí hơn. Thụy Điển, quốc gia đang đảm nhiệm vị trí chủ tịch luân phiên EU, cũng đề cao sự thay đổi này, giúp tăng cường an ninh cho khu vực Schengen, giảm nguy cơ giả mạo và đánh cắp nhãn dán thị thực. Còn bây giờ sẽ là dự kiến những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ được truyền hình Thông tấn gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Bản tin thời sự 10 giờ sáng của truyền hình Thông tấn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin thời sự tổng hợp 11 giờ trưa của chúng tôi.